thanh lý tiếp nha cái này là thất lẻ không theo bộ bán dây chai nha cái nào mà cần lấy linh kiện hay là về như thế nào thì cứ mua Sony MD77 cá cassette Sony MD77 thất MD Sony MD77 tuner Sony MD77 Cassette Sony MD77 CD vì mình có một CD, một MD, một tuner và hai cassette. Trên cái dây này là em xin nhắc lại, một CD, một MD, hai tuner, hai cassette. Thanh lý, giá là 1 triệu. Bên này mình sẽ có là cassette 717, CD 717. Và phía dưới này là amply 717, em xin nhắc lại amply CD và cassette của Sony MD 717. Ba món, bên này là mình 1 2 3 4 5, 5 món này là 1 triệu. Còn ba món này cũng là 1 triệu, các anh nào mua về thì lấy linh kiện, lấy gì đó lấy không cáp giá về chai thanh lý. Em quay mặt trước nha. Em xin nhắc lại ở bên này mình có một MD, một CD, hai cassette, một tuner giá là 1 triệu, 5 thất Còn bên này là một âm ly, một CD, một uh, cassette, ba thớt này giá cũng là 1 triệu. Bên đây là MD77, bên đây là MD717. Cái nào mua hè thì liên hệ 0931008099 chín để em tư vấn và cùng chốt hàng với mấy anh nha Các anh nào thợ cần linh kiện cần sát cần gì đó cứ mua về em là không có thợ rồi bó tay rồi nguyên bản nguyên xiên không cáp nha đây hàng sao bán vậy thôi thanh lý dây chai cuối năm cho mấy anh cần linh kiện nha bây giờ em kết thúc clip này các anh nào mua hàng em xin nhắc lại 0931 008 099 Chuyển đủ giúp em 1 triệu là em không CD 1 triệu là chuyển đủ Còn số tiền lớn là CD cộng 50% Bây giờ em kết thúc clip test nha Cái nào mua hàng cứ liên hệ zalo cho em 0931 008 099